Duy Đỗ thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 6 giờ chiều hơn rồi mà hiện tại Duy đang ở trong khu vực này gọi là khu chợ thủy hải sản đầu mối Bình Điền. Ở đây thì có người nói là thuộc quận Bình Chánh, còn có người thì nói là thuộc quận 8. Tại vì mình mới giao một cái đơn hàng vô đây, bây giờ ngồi nãy giờ lâu quá rồi không có đơn hàng nào hết. Giờ mình đi một vòng cái chợ này để mình tham quan xem. Mình nghe nói cái chợ này giờ này không có bán các bạn ơi, chắc người ta không cho vô rồi kìa. Nó chợ đầu mối Bình Điền, chợ này thì lớn lắm các bạn, kìa bên trong đó đó, mà giờ này chưa đâu, mà nếu có thể là khoảng 10 giờ tối á, 10 giờ tối mà mình được vô đây mình quay á, đã lắm bạn ơi. Họ bán họ nhận đồ tấp nập từ các tỉnh về đây. Người ta không cho xe vô thì thôi mình đi vòng ngoài hả các bạn. Quá nhiều khu luôn. Mà ở đây nghe nói thức ăn đồ thủy hải sản mà người ta bán lẻ ông ở ngoài đường Quảng Trọng Linh bên kia, bạn đi đường này thẳng qua nè cũng rẻ lắm. Giờ mình đi thử coi nếu rẻ mình mua à. Đó, mấy anh em đội quân giác họ đẩy đồ xuống á, hay là có một xe dưa hấu nè. Chào mấy anh, trời ơi kìa, dưa hấu đều quá trời luôn á. Chào mấy anh nha. Dưa hấu anh ở cái miền Tây lên hả mấy anh? Nè, biển số 63 là Tiền Giang ha. Dưa hấu giờ này chưa đâu các bạn ơi, khoảng 8, 9, 10 giờ tối kìa, cái chợ này nhộn nhịp lắm. Rồi, cảm ơn các anh nha, mình đi thẳng vào đây mình review cái chợ đầu mối Bình Điền. Đó, mình trồng cái trái cây ha. Quá chừng trái cây luôn, người ta để sẵn đó. Mà giờ này chiều tối, Duy review chắc thấy không rõ. Thôi ghé đổ xăng các bạn ơi. Đổ xăng. Quá trời mà đang thấy xăng lên thấy khoái quá. Rồi anh đã xong đổ con 50.92 luôn chú. Rồi con 92 50 luôn hả chú? Quá trời tăng lên. Tăng lên chạy xe ngán quá các bạn ơi. Rồi, chú định không mua mà thấy con nó thương quá, chú mua cho con 2 tờ. Rồi, con đưa chú 2 tờ nào cũng được. Rồi, cẩn thận coi chừng nó dính lại. Rồi, 2 tờ tháng con ha. Rồi, ngày mai ngày 15 tháng 3 năm 2022 luôn. Lâu lâu mình cũng làm tờ 2 tờ với số, còn mai các bạn ơi. Rồi thôi Duy mời các bạn đi tiếp ha.
xuống đây là không có đơn đi về luôn á. Đó, bà bưởi ta chắc nè. Đây là chợ đầu mối Bình Điền các bạn. Bên đó là cái lô A đó, người ta bán hoa bông á, nó bông hoa các loại từ Đà Lạt về hay là các tỉnh Tây lên á. Vậy kêu mình đi ra hướng này. Đó, bên đây là cái không là rau quả, là rau quả đâu vậy. Thank you.
bà mình ngày xưa cũng có nhiều từ đó, chợ nông sản, chợ hàng bông. Rồi theo mình ra các bạn ơi, ở đây người ta không có bán đồ lẻ nhiều lắm, nhất là cá tôm nữa. Trong ngoài này coi, nếu mà Duy gặp rẻ, rẻ đầu tiên mình sẽ không dẫn, sẽ dẫn mình dành để cho đồ ăn ngày mai, còn không đi chợ thì ăn chứng nhà bên mình nhiều lắm, đi thấy tội nghiệp quá các bạn ơi. Giao hàng ở chợ Bình Điền ra thì em hơi xa, khoảng 10 phút em đến nha, em đang chạy nha. Rồi khách đồng ý thì bây giờ mình dọt các bạn ơi. Rồi bây giờ mình chạy tới đường Nguyễn Hữu Trí nha các bạn, để mình xem nha, xem ở đây nó nhắc mình.
Trường ơi, mình 4E tẹt 6 là chỗ nào? Anh em đứng ngay chỗ cái ngã ba nè anh. Dạ. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình đến ngã ba này, đường Nguyễn Hữu Trí ngay đèn xanh đèn đỏ. Chờ cái anh kia các bạn ơi. Cái đường Nguyễn Hữu Trí này mình đi thẳng lên đó là muốn vô chợ Điểm quý vị. Đúng rồi, lên đó lên chợ Điểm. Còn đây thì đi ra đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Rồi Duy cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Duy vòng vòng chợ Bình Điền rồi chạy về tới đây để nhận đơn ha. Thì Duy thấy đơn này cái clip này cũng bao nhiêu đây cũng đủ rồi. Duy cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi, cảm ơn anh Trường nhiều nha. Cái này anh Trường có biết mình bên trong là cái gì không ạ? À? Có mỹ phẩm. Rồi mỹ phẩm rồi để Duy chụp hình ha. Cái này tặng riêng anh đúng không? Dạ. Cảm ơn anh Trường. Dạ. Còn trẻ quá em hào phóng quá. Trời. Dạ. Rồi Duy xin tạm dừng clip tại đây. Duy thân minh chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc nha. Duy bye quý vị.